Hello? Titi! Titi, here! Titi! Titi! Hello, Titi! Hello, Titi! Titi! Oh! Đi kéo lú à cô? À, đi thả... đi... cô này đang đi thả lú. Có thuyền kìa, lặn thôi anh em ơi. Trốn thôi Titi. 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 Rồi. Dạ. Sao có chú lính Mỹ ở đây vậy? Mặc đồ của lính Mỹ, luôn là lính thủy đánh bộ. Rồi. Chúng ta là tiên cá ở trong đây ạ. Những người có trí tuệ gặp chúng ta họ sẽ rất là niềm nở, vui vẻ. Còn những người mà thiếu trí tuệ họ sẽ nghĩ chúng ta đang là khùng điên. Không biết chúng ta đang làm gì ở đây. Chúng ta đang làm cho họ thấy cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên và động vật đó con. Hả? Phải có tình yêu thương chân thật thì rái cá mới đến với mình đúng không? Titi. Titi hả? Lặn đi con. Titi ơi, trên sông bây giờ chỉ có mình với má của anh Tài đang thả bẫy lú. Có ai muốn mua tôm, tép, cua, bạch tuộc gì phóng xanh không? Liên hệ em để mua hàng của cô đó giải cứu nha quý vị, cô bác anh chị. Nha quý vị, cô bác anh chị. Em là bị dị ứng với hóa chất nhưng mà mấy hôm nay không có gì ăn hết. Dạ em ăn cái đồ có bột nêm, bột ngọt. Thế là em bị nổi cục một cục bụng bọc. Nhưng mà bữa nay em vẫn bơi. Kệ nó. Bây giờ là người mình quá khỏe mạnh thì mình sẽ dị ứng với hóa chất thôi. Mình có gì mình ăn đó vậy. Ơ thuyền nữa kìa, thuyền tới nữa kìa. Lặn xuống đáy sông nữa nào. Chúng ta làm ít kêu nữa nè Titi. Để cho người ta thấy mình cái mình lặn nha. Thuyền lại nè, thuyền lại, mình chuẩn bị lặn nha.
tiếp đi. Lặn xuống. Họ chỉ là người phàm thôi à, Titi à. Mà họ cũng tốt bụng chứ không có xấu. Đừng sợ họ quá nha Titi. Gặp họ con né xa 20-30 mét được rồi. Ở chỗ kia có người ta đang làm gì ta? Người ta đang lưới cá đối hay gì đó. Việc đánh bắt mưu sinh diễn ra mỗi ngày mà. Nhưng chúng ta cho cơ hội các loài vật được giải thoát để chúng biết sợ con người. Dạ, nếu chúng ta không tạo ra những cái cơ hội trong tự nhiên cho các loài vật thì chúng sẽ bị con người bắt hại sạch sẽ và ăn thịt. Cứ bắt được là đem lên bờ ăn thịt. Nên những con vật không có cơ hội trốn thoát, Titi à. Và ở Việt Nam mình thật ra có bao nhiêu vị Bồ Tát đang giải cứu động vật thật sự phóng sanh đúng cách trong tự nhiên à. Rất là hiếm luôn á Titi. Chỉ có những người ủng hộ Tiôn thôi Titi à. Họ là Quan Thế Âm Bồ Tát đó con, chứ không phải là người phàm đâu. Titi, over here. Titi, over here.